Thì đây quý anh chị ha, thì giáp cái căn nhà đầu tiên em Lân quay ở video trước, đây là sát bên đó, bên cạnh đó là căn nhà thứ hai là em Lân sẽ quay gửi đến quý anh chị. Hiện trạng căn nhà này có tổng diện tích là hơn 101 mét vuông, có chiều ngang là 5 mét, chiều dài là hơn 22 mét nha, hơn 20 mét nha quý anh chị. Thì bây giờ em Lân sẽ đi vào trong quay rõ hơn để anh chị nắm rõ hơn ở bên trong nó có những cái gì ha quý anh chị ha. Thì trước khi đi vào trong là gia chủ họ làm một cái cổng nè, cái cổng cửa kéo bằng sắt đó, full sắt luôn. Có cái dàn trên ở trên này, nếu mà anh chị mà sợ nắng á, thì anh chị làm một cái tấm mica bắt qua ha, hoặc là anh chị có thể sửa sang lại cái phần mà mái trên, anh chị làm một cái hồ hồ cây ở đây đó, anh chị làm cái bê tông phần ở đây xong rồi trồng cây dây leo lên, ví dụ như những cái cây nho nè, cây nho là những cái cây dây leo, cây nho, cây bầu, cây bí, hoặc là anh chị làm một cái lưới lan ở trên này đó, làm một cái lưới lan rồi anh chị thả trồng những cái chậu lan ở trên xuống. Thì cái khuôn viên này á, là có thể đậu được ô tô, nhưng thực chất anh chị không không có thể là quay đầu xe hoặc là dê đít vào ở trong khu nhà mình được, thì ô tô mình sẽ đậu được cái khuôn viên chung ở ngoài nha quý anh chị. Đó, như đầu video em Lân có quay được có một ô tô sẽ đậu khuôn viên chung ở ngoài ha. Đó, còn ở phía trước này anh chị có thể làm một cái sân vườn hoặc là và đậu đậu xe máy nha quý anh chị. Và đây hiện tại là gia chủ họ làm bằng cửa kéo bằng sắt ha, được sơn tĩnh điện màu xám. Đó, phía ngoài họ cũng chủ họ cũng đã làm cho mình cái giò nước để mình rửa xe vệ sinh, hoặc là cái ví dụ như tưới cây ở khu vực trước này ha, và cũng có những cái dàn giáo sân phơi nè, đó dàn giáo để phơi quần áo như mình. Hiện trạng căn nhà này là có hướng đông nam nha quý anh chị, đó có hướng đông nam nha, là rất là mát mẻ luôn. Và căn nhà này đó, khi vào anh chị dù đi qua bằng cái cửa kéo này đó, đi qua một cái lớp cửa kéo này, thì muốn đi vào trong căn nhà cũng qua thêm một lớp cửa nữa đó, nên chị thấy rất là an toàn đúng không ạ. Thì cái cửa này là bộ cửa kính nhôm son pha đó, kính cường lực 10 ly đó, 12 ly á, 10 hay 12 ly gì đó, em Lân không nhớ nữa. Đây là dùng cửa 4 cánh ha, và qua được một cái bậc tam cấp một, đó. Bên trái căn nhà của mình là có một cái bậc thang đi lên của tên cho tầng 1 ha. Công năng của cái nhà là gồm có một trệt một lầu nha quý anh chị, có 4 phòng ngủ, 3 toilet đó, 4 phòng ngủ, em Lân nhớ không lầm đúng rồi, 3 toilet, một phòng thờ đó, một phòng khách lớn kết hợp với phòng bếp luôn, và có một cái sân sau ha, cái sân vườn phía sau ha quý anh chị ha. Thì đây là không khuôn viên của phòng khách mình rất là rộng luôn, khuôn viên phòng khách mình rất là rộng nha quý anh chị, để em Lân bật lên thấy lại đó, rất là sáng đẹp đúng không ạ. Đó, khuôn viên phòng khách mình ha. Đi vào cái phòng khách của mình, bên này anh chị có thể set up nè, tivi của mình nè đó, gia chủ họ đã để cái ổ điện cho mình sẵn, tivi nè đó, tivi, kệ, tủ. Và phía bên này anh chị có thể để một cái bộ sofa, hoặc là anh chị đổi hướng cái tivi qua bên này cũng được. Còn phía phần trống của cái cầu thang này anh chị có thể làm một cái phòng kho ha, làm một cái vách ngăn gỗ bằng gỗ ép, dán ép ha, đó là một cái phòng kho, hoặc là cái phòng để giày cũng được, làm đừng tầng để giày cũng được. Đây, phía tiếp theo đây là khuôn viên bếp của mình, là được gia chủ họ họ làm một cái kệ gỗ này đó, kích trần luôn đó, kệ gỗ kích trần rất là đẹp. Nó được kết hợp bởi gia chủ bởi màu gỗ và màu đá hoa cương màu đen rất là đẹp luôn. Đó, không gian phía trước này nè là anh chị có thể để được cái tủ lạnh hai cánh nha quý anh chị. Đó, để được cái tủ lạnh. Đó. Bên hông này anh chị có thể để được một cái máy giặt rửa chén, hoặc là máy giặt đồ cũng được nha quý anh chị. Đó, bên cạnh đó là bộ bồn rửa tay đôi. Đó, đá hoa cương. Đây, bếp gia chủ họ cũng tặng cho mình luôn cả bếp từ ha quý anh chị ha. Tặng luôn cả cái bếp từ cho mình, và phía trên cũng có cái máy hút bụi bằng sử dụng xử lý bằng than hoạt tính thôi quý anh chị ha. Và phía trên của máy hút bụi là cái khung kệ của ông Táo ông Công thôi quý anh chị ha. Đó. Còn phía bên này anh chị có thể để được cái phần gia vị, hoặc là anh chị để những cái quầy để cái kệ chân những cái đồ lưu niệm của mình, và hoặc là cà rượu quý anh chị. Đó, những cái hũ rượu mà anh chị ngâm á. Đó. Và giáp với bếp của mình đó là không gian phòng ngủ đầu tiên ở tại tầng 1 nha quý anh chị. Đó, phòng ngủ đầu tiên rất là rộng luôn. Đây, họ chủ họ cũng đã tinh tế cho mình làm để sẵn cho mình cái đường dây tivi này đó. Và đặc biệt những cái căn phòng ngủ của mình đó là gia chủ họ sẽ bonus cho thêm cho mình là cái máy lạnh nha quý anh chị. Đó, có cái máy lạnh và có cửa thông gió ra phía ngoài này, sử dụng bằng kính mù. Đó, để cho cái sự riêng tư của mình. Khi ở dưới này là để dành cho ông bà ha, ông bà mình ở. Đây là phía sân vườn phía sau của mình. Bây giờ cùng chân đi ra sân vườn phía sau nha. Đây có một, trước khi đi qua căn vườn phía sau thì là sẽ có thêm một cái lớp cửa nữa. Đó, một cái lớp cửa là cũng là nhôm son pha và kính cường lực ha quý anh chị ha.
đây là cái khuôn viên sân vườn phía sau của mình. Và phía sau của mình đó, đây là có thêm một cái bồn toilet, đó bồn tắm này, đó cái phòng tắm, đó cực kỳ sang đúng không? Cái màu này đen vàng rất là sang, đó màu đồng rất là sang. Đây bộ lavabo là đặc biệt, dưới này có thêm một cái tủ đựng đồ nữa, đó. Đây không gian phía sau của mình có hai cái khuôn viên, có một cái khuôn viên nhỏ phía sau này nữa này, rất là đẹp. Thì đó, sau lưng của căn nhà của mình đây là cây bưởi này. Đây, hiện tại trái nó rất là nhiều nè. Trái rất là nhiều, đây là cây bưởi ha quý anh chị ha. Rất là nhiều cây ăn trái luôn. Đó, đây là chuối nè, có cả buồng chuối phía trong nè. Đây, có máy nóng nè. Đó, đây là tầng trên của mình. Thì bây giờ em Lân sẽ đi lên tầng 1 để gửi đến quý anh chị nhìn thấy rõ hơn tầng 1 nó có những gì ha. Thì hiện tại tầng 1 ở trên sẽ có 3 phòng ngủ và có một cái phòng ngủ là không có toilet bên trong nha quý anh chị. Đó, một ba phòng ngủ và một phòng thờ. Đây thì cái bậc thang mình đi lên đây nè, đó hiện tại đây cũng đang sử dụng bằng đá hoa cương màu đen rất là đẹp, và tay nắm của mình, tay vịn của mình nó là bằng gỗ rất là chắc chắn và kính cường lực 10 ly ha quý anh chị ha. Thì đây là bây giờ mình đi lên. Thì hiện trạng ở căn nhà này không có cái giếng trời nên là gia chủ họ rất là tinh tế, họ làm những cái cửa sổ như thế này để lấy ánh sáng vào căn nhà của mình ha. Đó, bây giờ em Lân sẽ đi vào căn phòng cuối cùng nha. Đó, khi mà đi lên cầu thang anh chị đi thẳng luôn là tới cái phòng đó, cái phòng cuối cùng của căn nhà. Đây là anh chị thấy là toilet luôn, cũng có đầy đủ tiện nghi. Đó, đầy đủ tiện nghi, có cái kính luồng gió nó ngồi ha. Đây khuôn viên phòng khách mà ở phòng ngủ của mình, đây rất là đẹp, rất là thoáng luôn. Về phía trên cũng có xếp thêm một cái máy lạnh này quý anh chị. Và đặc biệt cái căn phòng này là có được cái ban công phía ngoài ha quý anh chị ha, có ban công phía ngoài. Còn đây là cái sắt son pha này rất là chắc chắn và kính cường lực nữa này. Đó, đây không gian đó, rất là mát mẻ. Đó, như cái căn nhà đầu tiên này em Lân quay này, đó đẹp không. Rồi bây giờ cùng cho em Lân đi vào cái căn nhà thứ hai. À, và đặc biệt em Lân giới thiệu đây, nhà mình là chủ họ tặng thêm cái bồn nóng lạnh luôn quý anh chị. Đó, nhà này cũng có hết á, có cái bồn nóng lạnh luôn đó. Thì đây là tới phòng ngủ thứ hai. Thì phòng ngủ này không có cái toilet bên trong nha, có không? À, đúng rồi, không có toilet bên trong. Đó, đây là khuôn viên cũng có cái cửa, mình lấy hướng gió, lấy ánh sáng từ cái phía vườn sau của mình ha. Thì đây là cũng tặng thêm cái máy lạnh nè. Và tất cả các cửa ở đây đều sử dụng gỗ nguyên khối hơn, rất là chắc chắn nha quý anh chị. Thì đây đó, có cái toilet phía ngoài này nè, có cái bồn toilet phía ngoài. Thì cái phòng này không có, cái phòng ngủ thứ ba này không có toilet bên trong, thì sẽ có toilet bên ngoài sử dụng chung thôi quý anh chị ha, đầy đủ tiện nghi luôn. Đó, cũng có nóng lạnh luôn nha quý anh chị. Rồi đây là phòng ngủ thứ tư nè. Đó, phòng ngủ thứ ba và phòng ngủ thứ tư sẽ sử dụng chung, nó sẽ sử dụng chung tất cả cái toilet đó, cái toilet phía ngoài nha quý anh chị. Rồi cũng có cái máy lạnh luôn, đó là tất cả bốn cái máy lạnh. Còn nhà này là có bốn cái máy lạnh. Và rồi chúng ta tới cái phòng thờ nha. Trước khi đi vào phòng thờ thì đây là cái khuôn viên phòng sinh hoạt chung phía ngoài nè. Đó, sinh hoạt chung phía ngoài giáp là phòng thờ. Thì sẽ có tất cả các cửa rất là để lấy cái ánh sáng vào căn nhà của mình và lấy hướng gió vào trong căn nhà của mình, rất là mát mẻ luôn. Đó, như chị nhìn xuống dưới nè. Đó, rất là chắc chắn ha. Thì đây là khuôn viên phòng thờ của mình. Đó, gia chủ họ đã đi ổ điện đồ hết cho mình rồi. Đó. Đây là cái cửa để lấy gió này, hoặc là anh chị có thể che lại cũng được. Đó, rất là đẹp. Thì căn nhà này hiện tại gia chủ đang bán với giá là 3,8 tỷ à, quý anh chị. 3,8 tỷ, tầm anh chị nào có tầm tài chính từ 3 tỷ đến 4 tỷ là anh chị sẽ sở hữu được một trong hai căn nhà, là một căn biệt thự mini và một cái căn nhà liền kề như này nha quý anh chị. Đó, thì anh chị nào quan tâm tới sản phẩm này liên hệ trực tiếp với em Lân nha. Em Lân có để số điện thoại của em Lân, hotline của em Lân ở trên, có ghim trên màn hình đó. Đó, và cuối video rồi, em Lân xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của em Lân. Và đừng quên cho em Lân xin một lượt like, một lượt đăng ký để xem, để theo dõi em Lân xem những cái video của em Lân quay những cái nhà đẹp ở tại thành phố Nha Trang, giá tốt, nhà đẹp giá tốt nha quý anh chị. Đó, gửi đến quý anh chị nào mà có nhu cầu để ở, hoặc anh chị nào thấy thích hợp những cái căn nhà nào là ngôi nhà thứ hai hoặc là tài sản thứ hai dành cho con cái tương lai ở tại thành phố Nha Trang này. Rồi, thì liên hệ trực tiếp với số hotline của em Lân nha. Và em Lân sẽ tư vấn và gửi sổ pháp lý cho quý anh chị xem. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.